Xuân Hồng rất vui được gặp lại tất cả quý vị đang xem show Lửa Hồng. Cảm ơn quý vị nhiều nha đã ủng hộ Xuân Hồng trong suốt thời gian qua. Xuân Hồng cứ cảm ơn hoài như vậy đó, nhưng mà thấy không có đủ quý vị. Tại vì thực trong lòng á, thì muốn nói lời cảm ơn quý vị mà. Rồi nói ra rồi nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, ủa như vậy cũng chưa thấy đủ nữa. Không biết làm sao bây giờ, thôi tất cả những cái món ăn trong show Lửa Hồng Xuân Hồng tặng tất cả quý vị đó nha. Những quý vị đã ủng hộ Xuân Hồng và những cái món ăn trong show Lửa Hồng trong thời gian tới cũng vậy, Xuân Hồng sẽ chăm chút mỗi một món ăn một để tặng riêng cho tất cả quý vị đã ủng hộ Xuân Hồng trong suốt thời gian qua. Và hôm nay Xuân Hồng tặng quý vị một món ăn ngon lắm để mình ăn với cơm. Cái món này Xuân Hồng nấu ra gia đình rất là ủng hộ, đó là món canh cá nấu ngót. Xin mời quý vị vào bếp. Kính thưa quý vị, cái món canh cá nấu ngót, nó không phải canh chua quý vị, nó ngót mà. Nó cũng có vị chua nhưng mà vị chua nó dịu dàng lắm, chứ không phải là nó chua như là canh chua. Canh chua thì vị chua và chua ra chua đúng không, đâu ra đó đàng hoàng. Nhưng mà canh cá nấu ngót á, thì cái vị chua nó dịu dàng, nó nhẹ nhàng hơn là canh chua. Nó chua chủ yếu là từ quả cà chua mà ra. Cho nên là hôm nay mình nấu canh cá nấu ngót thì quý vị dùng cá nào cũng được hết. Ở đây Xuân Hồng dùng cá chim trắng này quý vị, cũng ngon lắm. Quý vị có thể dùng cá rô phi cũng ngon, quý vị có thể dùng cá thu cũng ngon, hoặc là quý vị dùng những con cá nào mà cái thịt nó lạc một chút xíu, tức là thịt nó lạc, nó dai, như là cá chim, hay là Xuân Hồng thấy ngoài chợ có bán những cái con cá mình nó dẹp dẹp đó, gọi là cá gì ta, cá liệt nấu canh cá nấu ngót cũng ngon, tuyệt vời. Tại vì cá liệt cái thịt nó cũng lạc mà nó ngọt mà nó lại béo. Thì ở đây Xuân Hồng dùng cá chim chiên, cá chim trắng ngon lắm. Cá chim này quý vị có thể làm món chiên nóng lên, chiên giòn lên mình ăn với nước mắm, ăn với cơm cũng ngon, hoặc là mình ướp với sả nghệ mình chiên cũng ngon. Và hôm nay mình dùng cá chim trắng này mình nấu canh cá nấu ngót nha quý vị. Ở đây Xuân Hồng dùng hai con cá chim trắng như thế này thì nấu được hai tô canh cho gia đình, có thể là 4 đến 5 người hay 6 người ăn nha. Còn nếu mà quý vị thấy thích ăn cá nhiều thì mình dùng một tô canh với lại hai con cá thôi, tùy theo ý thích của mình. Và cái nước súp thì bao giờ vậy, nếu quý vị dùng nước lạnh thì nó không có ngon bằng dùng nước súp gà. Thì những cái món canh của Xuân Hồng thì Xuân Hồng thường dùng nước súp gà pha với nước lạnh. Thì ở đây với hai tô canh mình nấu hai tô canh thì Xuân Hồng dùng 2 đến 3 lon nước súp gà, và Xuân Hồng mix vô 1 đến 3 lon nước lạnh tùy theo ý thích của quý vị nha. Mình canh chừng khoảng 2 tô nước thì mình cho khoảng 2 3 lon nước súp gà, sau đó pha thêm nước lạnh vào rồi mình mới pha gia vị. Thì ở đây Xuân Hồng có một cái nồi thì Xuân Hồng đã cho nước súp gà vô rồi, nước súp gà, nước lạnh vô rồi, để cho nó sôi trước đi, chứ không thôi hồi nó mình quay qua mình chờ nó sôi nữa lâu lắm, mình phải sắp xếp nha. Thì đây là cái nồi nước mà Xuân Hồng đã cho vào đây 3 lon nước súp gà, 2 lon nước lạnh đang sôi sùng sục bên kia rồi. Bây giờ bên này thì sao, Xuân Hồng sẽ cùng với quý vị làm những cái bước tiếp theo. Thì cá thì chúng ta có thể ướp sơ gia vị cũng được, còn không thì quý vị không cần ướp gia vị cũng không cũng sao hết trơn, cũng ngon như thường. Nhưng mà Xuân Hồng thì thích ướp chút xíu thì siêu cái bột men gà vào con cá cho nó đậm đà, tí tí muối chút thôi nha quý vị, chút đường cá. Rồi Xuân Hồng cho chút xíu tiêu, xay chút xíu tiêu vào đây cho thật thơm. Cái này quý vị nấu có thể nấu một tô cho ăn cá nhiều tốt mà ha. Xuân Hồng cho khoảng là một muỗng cà phê nước mắm ngon. Mình ướp sơ thôi, không có cần ướp quá kỹ đâu quý vị, phải sơ thôi nha. Rồi, Xuân Hồng để qua một bên đi, để cá qua một bên đi. Bây giờ bước kế tiếp là Xuân Hồng sẽ thái cà chua ra. Và trong canh cá nấu ngót á, thì có bắt buộc phải có cà chua, bắt buộc phải có cần tàu và hành lá nha. Cần tàu với hành lá là cần tàu mà thường thường quý vị ăn hủ tiếu Nam Vang người ta hay cho vô đó. Xuân Hồng dùng một bó lớn lắm. Hành lá Xuân Hồng cũng dùng một bó luôn. Và cần tàu với hành lá thì quý vị rửa sạch sẽ xong chúng ta cắt khúc. Hãy Xuân Hồng cắt khúc cho quý vị xem nè. Hành lá thì quý vị rửa sạch lấy luôn cả gốc nha, cắt khúc bằng đốt ngón tay như thế này. Nếu quý vị không thích hành lá không cho vào cũng được, nhưng mà quý vị thử nấu canh cá nấu ngót giống Xuân Hồng, cho thêm hành lá là ngon lắm quý vị. Rồi bây giờ đến phiên cần tàu. Cần tàu thì bây giờ Xuân Hồng mùa này mùa lạnh rồi, Xuân Hồng mua ngoài chợ nó không có được tươi lắm, cho nên mình cũng kệ nó đi, cũng cắt khúc từ bằng đốt ngón tay nha quý vị, rửa sạch sẽ.
rồi cho vào thau luôn. Và đây là cái phần mà phần gốc của cái cừng bầu, nó hơi lớn nè quý vị, mình chẻ ra nha, nó lớn quá. Xu Hồng chẻ ra làm hai như thế này đây, cho nó nhỏ chút xíu rồi cắt cũng cho vào. Đó là cái cừng bầu đó quý vị, bắt buộc phải có cừng tàu với cà chua. Thì hành lá thì quý vị có thể là không thích không cho vào, nhưng mà cừng tàu với lại cà chua mình phải cho vào thì nó mới ra cái canh cá nó ngót. Rồi cái phần lá của cái cừng tàu mình cứ cắt thành từng đốt ngón tay vừa ăn như vậy, đừng có dài quá nhưng cũng đừng có ngắn quá. Và hành lá với cừng tàu thì khi nào canh xong xuôi mình nhắc ra thì mình mới bắt đầu cho hành lá với cừng tàu vào nha quý vị, đừng nhắc ra liền thì nó mới ngon. Còn cái phần cây của cây cần tàu nó lớn quá mình chẻ làm hai ra, tại vì lớn quá mình cắt vào cái nồi canh nhìn nó không đẹp đã chớ mà ăn nó dai lắm. Chẻ làm hai như thế này nha quý vị. Rồi tiếp tục cắt khúc. Đó, Xuân Hồng nhắc lại một lần nữa, chúng ta đang nấu canh cá nấu ngót thì quý vị dùng cá chim cũng ngon, cá liệt cũng ngon, hay là cá thu cũng được. Nhưng mà thường thường canh cá nấu ngót Xuân Hồng thích dùng những con cá mà cái thịt nó lạc. Quý vị ướp sơ gia vị cũng được, không ướp cũng được, nhưng mà ướp sơ thì nó ngon hơn, mình ướp chút tiêu, chút gia vị thôi. Rồi bên này cừng tàu với hành lá Xuân Hồng đã cắt khúc để ra một bên rồi. Bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ cắt cà chua ra. Cà chua thì Xuân Hồng dùng khá nhiều, khoảng 6-7 trái đó quý vị. Mình mới cắt làm hai, bỏ cuống đi và cắt muối nha. Cắt muối lớn lớn, đừng có nhỏ quá, tại nhỏ quá thì mình nấu nó nát, nó nát cà chua hết đi. Mặc dù mình cũng muốn cà chua nó bể ra, nó nát ra cho cái nồi canh mình nó ngon, nhưng mà đừng có nát vụn ra. Thì Xuân Hồng một trái cà chua phải Xuân Hồng cắt làm nửa trái, mình cắt làm ba thôi, như thế này. Đó, cái nào nhỏ quá mình cắt làm hai nha. Cà chua Xuân Hồng thích nhất là ăn cái canh cá nấu ngót đó, mình gấp những miếng cà chua ra mình ăn với cơm trắng và canh cá nó ngót, không thể nào thiếu một chén nước mắm nguyên chất nha quý vị. Quý vị thân mến, Xuân Hồng với quý vị đang nấu món canh cá nấu ngót. Cái món canh này thì đơn giản dễ làm lắm, nhưng mà Xuân Hồng muốn cái xô lửa hồng, không phải là nó chữ dậy thì nó có vẻ nặng nề quá, nhưng mà Xuân Hồng muốn share với tất cả quý vị những cái món ăn mà người Việt Nam mình rất là thích. Chưa kể là đây là một cái sự gợi ý trong cái mâm cơm quý vị có những cái món ăn ngon mà lâu nay quý vị chưa làm. Chứ không phải là quý vị không biết làm canh cá nó ngót, đúng không ạ? Rất đông quý vị nấu những món ăn còn ngon hơn Xuân Hồng nữa. Nhưng mà cái xô lửa hồng là cái sự gợi ý, một cái xô mà rất có giá trị về cái ẩm thực của người Việt Nam mình, đúng không quý vị? Mình lưu truyền những cái món ăn Việt Nam mình cho con em mình ăn, cho con em mình coi. Cho nên đây là một cái xô mà gợi ý cho quý vị có những cái món ăn ngon hơn, cho cái bữa cơm gia đình mình nó đậm đà hơn. Thì canh cá nấu ngót quý vị phải ăn với cơm nè, với một chén nước mắm có vài lát ớt nè. Bây giờ cá thì Xuân Hồng đã ướp gia vị rồi, cà chua Xuân Hồng cắt ra rồi, bên này thì Xuân Hồng đã có cừng tàu rồi, đúng không? Bây giờ Xuân Hồng sẽ đi qua cái bếp. Bên này thì Xuân Hồng có cái nồi nước dùng, tức là nước súp gà pha với nước lạnh nó đã sôi sùng sục rồi. Xuân Hồng qua bên cái bếp, Xuân Hồng phi tỏi cho thơm, xào cái cà chua này cho ra màu đẹp, đổ tất cả cà chua này vào cái nồi nước dùng, nêm nếm gia vị cho vừa ăn, chút xíu nước mắm, chút xíu bột nêm gà, tức là chicken powder, tí tí muối, chút xíu đường cát. Rồi sau nữa quý vị cho chút xíu bột me vào. Giống như hồi nãy Xuân Hồng nói canh cá nó ngót thì mình không có cần chua quá, nhưng mà phải chua dịu dàng một chút xíu. Cà chua không thì nó hơi thiếu chua, Xuân Hồng thích cho chút xíu bột me vào để cái vị chua nó dịu dàng, nó nhẹ nhàng chút xíu để mình ăn với cá nó ngon lắm cơ. Húp xì xà xì sợt nha, phải có chén nước mắm ớt nữa. Cảm ơn quý vị nhiều, bây giờ Xuân Hồng qua bên kia xào cà chua, đổ vào cái nồi nước dùng. Sau đó nêm nếm gia vị vừa ăn rồi thả cá vào nấu chín. Vậy là coi như gần xong rồi. Trước khi nhắc ra, quý vị mới cho cừng tàu với hành lá vào, tắt lửa liền, múc canh cá ra tô, rắc thiệt là nhiều tiêu, cho vài miếng ớt lên trên mặt tô, rửa thì ăn với chén cơm thì ngon lắm, hao cơm lắm, nhất là trời se se lạnh đó quý vị. Cảm ơn quý vị nhiều nha. Quý vị thân mến, Xuân Hồng mới turn on cái lửa lên để cho cái chảo mình nó nóng nha. Nó nóng lên rồi Xuân Hồng mới xào. Bên này thì Xuân Hồng có cái nồi nước súp gà sôi rồi, mình phải chuẩn bị như vậy nha. Còn cá đó quý vị, Xuân Hồng mà quên nhắc quý vị là quý vị có thể cắt ra làm hai, hoặc là để nguyên con, nếu cá nhỏ mình để nguyên con, mà cá lớn mình cắt ra làm hai nha. Ví dụ cá rô phi đi, mình cắt ra làm hai, làm ba, không sao hết. Rồi, bây giờ là chảo nóng rồi, Xuân Hồng cho dầu ăn vô. Cho khoảng một muỗng canh dầu ăn nha quý vị.
hồng phi tỏi làm cho thơm. Sau đó Xuân Hồng sẽ cho tí ti ớt bột vào, paprika đó quý vị, cho nó màu đẹp thôi chứ không có gì hết, không cho cũng được không sao nha. Rồi sau đó mình mới xào cà chua. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ vặn lửa nhỏ chút xíu, cho khoảng một muỗng cà phê tỏi băm cho thơm thơm. Rồi góc hành lá băm nhuyễn rồi nha quý vị. Rồi tỏi với hành thơm rồi, Xuân Hồng mới hạ lửa xuống và cho khoảng nửa muỗng cà phê hoặc là một muỗng cà phê cháy ớt bột. Mình không có cần cho quá nhiều đâu nha, giảm lửa xuống chút cho nó đắng lắm quý vị. Xuân Hồng cho khoảng nửa muỗng cà phê ớt bột nè, để cho cái màu canh nó đẹp mà nó ngon nữa, canh cá và ớt. Rồi quý vị lấy cái đũa đảo đều cho ớt bột hòa quyện với dầu ăn, thì chúng ta cho tất cả cà chua vào xào. Quý vị có thể không xào cà chua, cho trực tiếp cà chua vào nồi luôn cũng được, cũng ngon lắm nha. Không có nhất thiết phải làm giống Xuân Hồng đâu, nhưng mà Xuân Hồng thích xào cà chua là sao, tại vì Xuân Hồng muốn cái canh của mình nó có cái màu sắc đẹp. Tại cà chua mà quý vị xào với dầu nó ra cái màu đẹp lắm quý vị. Rồi nêm chút gia vị vào đây. Xuân Hồng cho nửa muỗng cà phê bột nêm gà, nửa muỗng cà phê đường cát và nửa muỗng cà phê muối nha. Nêm chút gia vị và cà chua để nó mềm mềm, nó ra cái màu đẹp. Rồi đảo đều lên như thế này đây quý vị, cái màu sắc rất là đẹp. Rồi bây giờ Xuân Hồng tắt lửa này, thấy cà chua nó mềm mềm rồi, Xuân Hồng mở cái nồi nước súp mình ra. Xuân Hồng cho tất cả cà chua vào cái nồi nước súp, múc hết cà chua cho vào cái nồi nước súp này quý vị. Quý vị làm như vậy thì cái nồi canh của mình cái màu sắc nó đẹp lắm, chứ không phải là nó không có màu. Còn nếu quý vị không thích thì có thể là cho trực tiếp cà chua vào cái nồi canh luôn. Nhưng Hồng này lại thích màu mè quá thích canh mình phải đẹp đấy cơ, ăn phải ngon mà màu sắc phải đẹp nữa. Thì Xuân Hồng xào cà chua với chút tỏi, chút hành, và nếu thích thì quý vị cho chút xíu ớt bột vào cho ra cái màu sắc nó đẹp, với lại cá thì có chút ớt thì ngon thêm thôi. Đó, tuyệt vời quý vị. Bây giờ quý vị sẽ nhìn thấy cái nồi canh của mình cái màu sắc rất là đẹp này quý vị. Xuân Hồng sẽ nêm nếm gia vị lại. Xuân Hồng lấy cái muỗng nè, múc miếng nước súp nè. Trước khi Xuân Hồng nếm thì Xuân Hồng phải nêm nếm gia vị, tại hồi nãy Xuân Hồng chưa có nêm gia vị vào cái nồi nước súp này quý vị. Xuân Hồng chỉ mới nêm chút xíu gia vị và cà chua xào thôi, cho nên Xuân Hồng sẽ cho thêm là nửa muỗng cà phê bột nêm vào đây, nửa muỗng cà phê muối và chút chút đường cát vào. Rồi, bắt buộc phải có nước mắm ngon nha quý vị. Phải canh cá mà, canh cá một món ăn Việt Nam mình phải có nước mắm ngon. Xuân Hồng cho vào đây khoảng một muỗng canh nước mắm nguyên chất, nước mắm ngon. Rồi, xong ha. Như hồi nãy Xuân Hồng có nói đó, Xuân Hồng sẽ cho vào đây là chút xíu bột me. Tức là bột me mình hay nấu canh chua đó, phải cho chút xíu vào thì cái vị nó mới dịu. Xuân Hồng cho khoảng một muỗng cà phê bột me quý vị. Không cần cho nhiều quá, tại vì bột me mình cho nhiều quá thì đâm ra thành canh chua rồi. Mà canh ngót á, cái vị chua của bánh của nó không có chua gắt đâu, nó dịu dàng lắm, hơi chua một chút xíu thôi. Có nhiều quý vị thì nấu canh ngót không có cho bột me luôn, chỉ cho cái cà chua mà thôi. Nhưng mà Xuân Hồng thì lại thích canh ngót của mình có bột me trong đó chút xíu để cho nó hơi chua chua. Rồi bây giờ Xuân Hồng nếm gia vị coi nó vừa ăn chưa. Ngon quá. Xuân Hồng thấy vừa ăn rồi đó quý vị. Bây giờ chờ cho cái nồi cà chua này nó sôi lên, nồi nước súp này nó sôi lên. Xuân Hồng thả cá vào, cho cá vào nấu cá chín tới. Cá vừa chín tới thì Xuân Hồng cho hành lá với cần tàu cắt khúc vào. Vậy là xong rồi. Múc cá ra tô và ăn nóng nha quý vị, rắc tiêu. Thôi chờ Xuân Hồng chút xíu đi để cho cái nồi nước canh mình nó sôi lên mới cho cá vào. Quý vị đừng có cho cá vào khi nồi nước nó chưa sôi, như vậy cá sẽ bị tanh. Cái nồi nước phải sôi sùng sục mình cho cá vào thì cá nó mới ngon nha.
là nhớ là trước khi cho cá vào nêm nếm gia vị cho vừa ăn, cái vị ngọt, cái vị mặn, cái vị chua nó vừa phải chưa, đúng ý mình chưa. Tại vì đây là Xuân Hồng nấu theo cái tùy theo gia đình mà, nhiều khi nhà quý vị đông hơn thì nấu nhiều hơn đúng không, 4-5 con cá, Xuân Hồng thì nấu 2 con cá thôi, cho nên quý vị phải nêm nếm theo cái gia vị, theo cái khẩu vị gia đình mình. Và cái cách nấu thì như vậy đó quý vị, còn thay đổi như thế nào thì tùy theo ý thích của quý vị nha, miễn sao gia đình nấu ăn ngon là mừng rồi, quý vị với lại gia đình hài lòng với những cái món ăn, hoặc là bữa cơm của quý vị nó đầm ấm, ai cũng vừa miệng hết trơn là Xuân Hồng vui lắm. Cảm ơn quý vị nhiều đã ủng hộ Xuân Hồng nha. Quý vị thân mến, cái nồi canh của mình sôi rồi, quý vị nhớ hớt bọt đi nha. Xuân Hồng đang hớt bọt đi chút xíu này trước khi mình thả cá vào, rồi chút xíu là có bọt mình cho hớt tiếp, cái nồi canh mình nó trong mà nó ngon. Rồi bây giờ nước thì đang sôi sùng sục, Xuân Hồng cho cá mà đã ướp gia vị sơ qua vào. Quý vị có thể dùng để cá nguyên con hoặc là cắt làm hai cũng được. Rồi cho cá vào này quý vị. Bước kế tiếp là sao quý vị? Xuân Hồng sẽ để cá chín. Cá mau chín lắm, quý vị canh làm sao cá đừng có chín quá, cá vừa chín tới thôi thì quý vị mới cho hành lá cần tàu vào, vậy là xong rồi. Tại vì nước canh mình đã nêm rồi mà đúng không? Đã nêm gia vị vừa ăn mình mới cho cá vào mà. Rồi nhớ là phải có chén mắm tớt nha quý vị. Xuân Hồng nhắc đi nhắc lại tại vì cái canh này không thể nào nó thiếu mắm tớt được. Bây giờ chờ Xuân Hồng thêm chút xíu nữa cho cá nó chín nha. Khoảng Xuân Hồng nghĩ khoảng 10 phút nếu mà hai con cá này nhỏ như thế này thôi à. Cảm ơn quý vị. Quý vị thân mến, cá sắp chín rồi, Xuân Hồng nghĩ đã chín rồi đó. Xuân Hồng cho hành lá với cần tàu vào. Đó, quý vị cho nhiều hay ít tùy theo ý thích của mình nha. Mà trước khi nhắc ra mình mới cho hành lá với cần tàu vào. Cho nhiều hành lá, Xuân Hồng thích có nhiều hành lá lắm. Phải có hành lá thì nó ngon, nó thơm, nó ngọt nước nữa. Rồi đảo đều thôi rồi tắt bếp nha. Rồi Xuân Hồng tắt bếp nè. Bây giờ Xuân Hồng sẽ múc canh cá ra tô. Múc canh cá ra tô rồi mình lấy một chén nước mắm ăn với cơm trắng quý vị. Cá quý vị có thể cắt làm hai hoặc là để nguyên con nha, tùy theo cá lớn hay nhỏ. Ở đây thì cá nó không có lớn lắm, Xuân Hồng để nguyên con như thế này. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ múc cà chua với lại cần tàu ra. Ngon quá. Đó quý vị, phải có hành lá nha, Xuân Hồng thích cái canh ngót phải có hành lá lắm. Và thật là nhiều cà chua. Rồi, tuyệt vời. Bây giờ Xuân Hồng sẽ cho vài lát ớt lên. Quý vị cho vài ba lát ớt lên cho nó đẹp đẹp nha. Mà nó lại ngon nữa, cá mà. Và Xuân Hồng sẽ rắc tiêu. Canh cá không thể nào thiếu tiêu được. Đó. Bây giờ Xuân Hồng sẽ lấy một chén nước mắm ớt nè, cắt vài lát ớt thôi, rồi ăn với một tô canh cá nấu ngót, gọi là canh cá nó ngót nha, quý vị dùng cá nào cũng được hết. Với một chén cơm trắng ngon lắm quý vị, nhất là trời ở ngoài lạnh lạnh á, mình ăn cơm với canh nóng xì xào xì sực như thế này thì nó ngon mà cho bằng hết nồi cơm mà nóng. Xuân Hồng có cái chén nước mắm ớt rồi này quý vị, có chén nước mắm ớt để kế bên rồi, canh cá nóng hổi, thơm quá. Gắp thử miếng cá đi, miếng cá nha. Wow, cá chim mà cái cá mà nó thịt nó ngọt mà nó lạc đó quý vị, cái mình nấu canh ngót nó ngon lắm nha. Ngon quá. Chan miếng nước canh, gắp miếng cần tàu với lại miếng hành lá. Wow, tuyệt vời. Phải có miếng cà chua nữa, tôi không thích ăn cà chua lắm thì thôi á. Rồi ăn thử một miếng nha quý vị. Ngon quá. Gắp miếng cá nữa nha, chấm vô miếng nước mắm. Tuyệt vời. Ăn miếng ớt. Cá thiếu ớt nó thiếu làm sao á. Ngon quá, hơi bị cay. Miếng hành. Ngon lắm quý vị ơi. Cho miếng nước nữa nha. Tuyệt vời.
canh cá nấu ngót, một cái món ăn dễ làm, đơn giản, nhanh nhưng mà lại ngon miệng, làm cho cái món cái mâm cơm của quý vị nó ngon hơn nhiều lắm. Nếu như trời lạnh ở ngoài mà trong này cả gia đình xung họp bên nhau đó, quay quần bên nhau thưởng thức cái món canh nóng này ngon lắm. Quý vị thử làm coi rồi coi gia đình thích không cho Xuân Hồng biết nha. Cảm ơn quý vị nhiều lắm đã theo dõi cái show Lửa Hồng canh cá nấu ngót ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị nhiều đã ủng hộ Xuân Hồng qua cái bộ kem dưỡng da Sana Derm và những cái sản phẩm thật đẹp nữa. Cảm ơn quý vị nhiều. Và hy vọng là trên cái show Lửa Hồng cũng giống như trên show Làm Đẹp, Xuân Hồng sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều niềm vui. Và từ cái tâm tư, cái thực lòng của Xuân Hồng đến tất cả mọi người nha. Cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị có một ngày vui vẻ an lành.